là người đứng đầu của doanh nghiệp, anh chị có bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm cách giải quyết tất cả những vấn đề nan giải của doanh nghiệp mình hay không? Hoạch định chiến lược, tư duy quản trị 4.0, cách phân bổ hệ thống nhân sự, những khái niệm này đang làm anh chị lo lắng vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Đã có hơn 10.000 anh chị là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao đã tìm đến Học viện CEO Việt Nam CVC Hồ Chí Minh để cùng chia sẻ nỗi đau này với chúng tôi. Và thực tế, với kinh nghiệm dày dặn và tinh thần nhiệt huyết lan tỏa tất cả giá trị, thầy Ngô Minh Tuấn đã giúp hàng ngàn doanh nhân thay đổi tư duy để xây dựng một chiến lược đột phá, áp dụng cơ chế khoán toàn diện để nâng cao hiệu suất và tăng trưởng không ngừng chỉ sau khóa học CEO quản trị 4.0. Chúng tôi tự hào là người bạn uy tín đồng hành cùng anh chị kiến tạo thành công doanh nghiệp mình với phương châm lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đừng để sự bất định và khó khăn trong vận hành doanh nghiệp cản trở tiềm năng và giá trị của chính mình. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 08-4242-4466 hoặc website ceohochiminh.edu.vn để được tư vấn miễn phí. Học viện CEO Việt Nam CVC Hồ Chí Minh, kiến tạo doanh nhân thành công và hạnh phúc.